Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên tại huyện Văn Lâm, Khoái Châu, huyện Kim Động. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Văn Trần, chi bộ thôn Ngô Xuyên, Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Lê Thị Đoạt, chi bộ thôn Mãn Hòa, Đảng bộ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, Nguyễn Văn Liễu, chi bộ Mai Xá, Đảng bộ xã Giang Mai, huyện Kim Động. Đồng chí Trần Quốc Toản khẳng định, huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy kinh nghiệm, uy tín của mình, đóng góp cho Đảng bộ, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chuẩn bị cho lễ giao quân vào ngày 6 tháng 2 tới, hôm nay các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao lưu thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự Công an nhân dân được nghe thông tin về tình hình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đặc biệt, các tân binh còn được trò chuyện với các vị khách mời, được nghe kể về những chiến công lẫy lừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, về truyền thống của quê hương, chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tìm hiểu các chế độ được hưởng trước, trong và sau khi xuất ngũ, giao lưu tìm hiểu về các đơn vị nhận quân. Nhân dịp này, lãnh đạo các địa phương tặng quà khen thưởng cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự Công an nhân dân năm 2023. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm, kỷ cương, kỷ luật hành chính, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân tới liên hệ giải quyết công việc ngay từ đầu năm. Tại Trung tâm Hành chính Công thành phố Cẩm Phả tiếp đón khoảng 300 lượt công dân đến giao dịch thủ tục hành chính ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Cơ bản việc giải quyết thủ tục hành chính diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định. Tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức là giải pháp quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ các tổ chức, công dân, đồng thời thể hiện khí thế, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng vừa tổ chức ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa tại di tích Từ Lương Sâm, quận Hải An và di tích chùa Đại Vĩnh, huyện Kiến Thụy. Công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa nằm trong hoạt động truyền thông danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hải Phòng thông qua các mã QR là điểm mới trong chiến dịch quảng bá thành phố. Được biết, công trình triển khai qua 3 giai đoạn, theo đó sẽ lắp đặt QR code mang nội dung song ngữ Việt Anh tại 378 điểm di tích lịch sử cấp thành phố, hoàn thành trước ngày kỷ niệm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2025. Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên không chỉ lưu giữ cảnh quan đặc trưng của ngôi làng Việt cổ đồng bằng Bắc Bộ mà còn thực hành được những nghi lễ tín ngưỡng truyền thống từ nhiều đời qua. Lễ hội Làng Nôm diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội gắn liền với di tích đình làng, nơi thờ thành hoàng làng là Đức Thánh Tam Giang, vị tướng thao lược toàn tài thời Hai Bà Trưng, đồng thời kết nối với linh thông cổ tự hay còn gọi là chùa Nôm, một điểm đến hấp dẫn du khách nhiều năm qua. Cảnh quan Làng Nôm tái hiện giữa văn hóa truyền thống với cuộc sống hiện đại, gồm những tập tục lễ nghi vẫn đang được thực hành nơi đây, là phần hồn sống động cho báu vật ấy. Đến với Làng Nôm, hòa mình vào với hội làng là trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc chăm lo hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Theo đó, nhóm các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc tại những doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, nhưng bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động từ 30 ngày trở lên. Người lao động được hỗ trợ một lần với mức là 1,5 triệu đồng một người. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 25 tháng 5 năm 2023. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Được biết, các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn dẫn đến có khoảng 40.000 lao động phải nghỉ việc, thiếu việc làm. Sáng nay, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại hầm tàu thuộc công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông khiến 8 công nhân bị thương.
hồi 8 giờ 45 phút ngày 2 tháng 2 tại hầm số 5 của tàu biển Oriental Glory đang neo đậu sửa chữa tại công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Norsco Shipyard bất ngờ phát nổ. Được biết, có 8 công nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cấp cứu, trong đó có 3 người sức khỏe ổn định được xuất viện, 5 công nhân khác đang tiếp tục được theo dõi điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình sửa chữa xuất hiện sự cố dẫn đến tai nạn lao động. Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Công an huyện Phù Cừ phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây tại xã Đoàn Đảo. Thu giữ tại chiếu bạc và trên người số tiền gần 12 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ngoài các đối tượng trên còn có Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1947, trú tại thôn Khả Duy cùng tham gia. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội đánh bạc. Do nhu cầu tiêu thụ lớn với quan niệm lấy may, tình trạng buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trước, trong và sau Tết gia tăng. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phát hiện các phương tiện vận chuyển động vật hoang dã từ các loài như nai, chồn, cáo, khỉ cho đến các loài động vật hoang dã lớn như gấu, hổ, lợn rừng đã được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ, bán cho các quán ven đường mòn. Lực lượng chức năng cho biết đang tăng cường xử lý và ngăn chặn tình trạng này. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho hay họ vừa tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden để tìm kiếm các tài liệu mật. Cuộc khám xét được thực hiện sau khi có một số tài liệu mật được phát hiện tại nhà riêng và văn phòng của Tổng thống Biden, thời còn làm Phó Tổng thống. Luật sư của ông Biden cho hay các đặc vụ FBI không phát hiện tài liệu mật khi khám nhà, nhưng thu giữ một số giấy tờ để tìm hiểu kỹ hơn. Luật sư cho biết đợt khám xét là bước tiếp theo trong quy trình của Bộ Tư pháp Mỹ và thêm rằng Tổng thống Biden sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như tạo điều kiện đầy đủ. Giới chức Singapore cho biết nước này đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt trong những tuần đầu tiên của năm 2023 và họ đang lên kế hoạch ứng phó với một đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết mới trong những tháng tới. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho hay họ đã ghi nhận số ca bệnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái vào những tuần đầu tiên của năm mới 2023. Cơ quan này cho biết Singapore đã ghi nhận tổng cộng 32.000 ca mắc sốt xuất huyết trong năm 2022, cao hơn gần 6 lần so với năm 2021. Với việc người Singapore ăn mừng năm mới âm lịch, các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh được trang trí với nhiều cây cảnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản. Các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến khí hậu của Singapore nóng hơn và ẩm ướt hơn, khiến muỗi sinh sản nhiều hơn. Cơ quan khí tượng Singapore cho biết quốc gia Đông Nam Á đang nóng lên nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Những người đam mê tìm hiểu về những loài khủng long thời cổ đại tới đây sẽ có cơ hội được thỏa mãn trí tò mò của mình khi đến thăm bảo tàng tiến hóa tại Đan Mạch. Bảo tàng mới được mở sẽ là nơi lưu giữ hóa thạch thực sự của 6 khủng long và 10 loài động vật khác từ kỷ Permi và một loạt các loài động vật khác từ kỷ băng hà, trải dài khoảng 300 triệu năm tiến hóa. Theo đó, bộ xương được đánh giá có độ nguyên vẹn nhất từ trước đến nay của một con khủng long Allosaurus sẽ được trưng bày tại bảo tàng, cùng hộp sọ động vật trên cạn lớn nhất thế giới, vốn thuộc về một loài khủng long chưa được xác định. Bảo tàng tiến hóa dự kiến mở cửa chính thức từ ngày 1 tháng 4 tới. Thưa quý vị và các bạn, suối nước nóng tại thị trấn Kamikawa trên đảo Hokkaido của Nhật Bản đang trở nên lung linh với hàng chục tác phẩm điêu khắc băng. Lễ hội băng thường niên đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm những dịch vụ mới lạ. Lễ hội trưng bày khoảng 30 tác phẩm điêu khắc bằng băng được chiếu sáng đầy đủ màu sắc. Đặc biệt, ban tổ chức còn bố trí một quán bar và một gian hàng đồ ăn bên trong tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ. Tại đây, du khách có thể thưởng thức những tách rượu sake hay cacao nóng bên những chiếc bàn được làm từ băng. Mặc dù thời tiết khá lạnh, song sự kiện năm nào cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh. Lễ hội băng thường niên ở thị trấn Kamikawa sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 3. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.